Hướng đến mục tiêu xây dựng Đà Nẵng thành phố môi trường, trong những năm qua, tại các địa bàn khu dân cư, người dân đã triển khai nhiều cách làm sáng tạo để huy động cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan đô thị. Với mô hình thu gom rác thải tái chế, khu dân cư số 9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu đã tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đến từng nhà dân với phương châm sạch đẹp hơn, an toàn hơn, văn minh, lịch sự hơn. Hình ảnh các em nhỏ mang những sản phẩm nhựa đã qua sử dụng đến điểm tập kết rác thải tái chế như thế này đã trở nên thân thuộc đối với khu dân cư số 9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu. Ngay sau khi được phát động triển khai, từ tháng 6 năm 2021, mô hình điểm thu gom rác thải tái chế đã nhận được sự đồng tình hưởng ứng của người dân. Thay vì bỏ chung các loại rác thải sinh hoạt với dầu như trước, thì nay mỗi nhà đã ý thức phân loại rác thải tái chế đến điểm tập kết theo quy định. Địa phương đây các cháu nhỏ cũng biết được có ý thức là những cái lon bia này, những cái rác thải giấy các em cũng tự mang đến bỏ. Trước tiên là mình giáo dục cho tuổi trẻ thanh thiếu niên để biết được cái ý thức đó. Cái thứ hai là cái điểm thu gom rác này tôi thấy là nó có một cái lợi ích nữa là nó tạo được cái việc mà phân cái nguồn rác thải đó, phân loại nguồn rác thải giúp cho cái môi trường của chúng ta là ngày càng trong sạch hơn. Qua cái phong trào này thì tôi cũng thấy là mang lại một cho cái khu dân cư của chúng ta ngày càng sạch đẹp hơn, an toàn hơn, văn minh lịch sự hơn. Mô hình thu gom rác thải tái chế cũng là một trong những cách làm của khu dân cư số 9 phường Hòa Cường Bắc nhằm hưởng ứng cuộc vận động Ba Hơn do quận ủy Hải Châu phát động với 3 tiêu chí: sạch đẹp hơn, an toàn hơn, văn minh lịch sự hơn. Điều đáng nói, nguồn tiền thu được từ những tủ rác thải tái chế này được khu dân cư gây quỹ để giúp đỡ các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Đã được đông đảo bà con, nhân dân, khu dân cư đã đồng tình, đồng thuận ủng hộ. Cho nên là bước đầu đã đạt được cái kết quả tốt. Từ tháng 6 đến nay, thì Ban Công tác Mặt trận đã bán được là 2.870.000 đồng. Thế thì cái số tiền này á, thì Ban Công tác Mặt trận và các hội để khu dân cư thực hiện là kế hoạch làm công tác an sinh xã hội. Đơn giản nhưng hiệu quả, mô hình thu gom rác thải tái chế của khu dân cư số 9 phường Hòa Cường Bắc đã phát huy được ý thức, tinh thần trách nhiệm của người dân cùng nhau góp sức bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh hiện đại tại địa bàn dân cư.